Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình Nhanh Mà Ngon được phát sóng vào khung giờ 11:50 từ thứ hai tới thứ năm trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chị Minh ơi, em mới đi diễn về đó, cái em tạt ngang qua chợ, em thấy cái cô kia cổ bán cá tươi quá. Em mua liền 2 khúc cá luôn. Mà thật sự là 2 khúc cá này bây giờ em không biết làm cái gì luôn á chị. Đây là cá lóc đó. Mà được người ta lóc xương ra sẵn rồi. Hồi giờ thì cá lóc kho tộ nè đúng không, cá lóc nấu canh chua nè đúng không, rồi cá lóc mà mình lăn bột mình chiên nè cũng có nè. Nhưng mà mấy cái món đó ai cũng làm rồi. Dạ. Em cũng ăn rồi. Ngày hôm nay thì chị sẽ giới thiệu một món nó đặc biệt hơn tí xíu. Là món gì chị? Cá lóc kho tàu. Wow, quý vị ơi, cá lóc kho tàu. Bây giờ hãy cùng Don và chị Hiền Minh vào bếp thực hiện món ăn này nhé. Thì làm món cá lóc kho tàu này mình sẽ cần đến là cá lóc đã phi lê nè. Ngoài ra là có nước dừa, tỏi, ớt và trứng. Dạ. Việc đầu tiên trước khi chị em mình chuẩn bị cái này á, thì chị sẽ đem luộc trứng luôn nha. Dạ. Chị bắt sẵn một cái nồi nước rồi đây. Dạ. Bỏ trứng vô. Và khi trước sôi lên thì em sẽ tính thời gian cho chị là khoảng chừng 10 phút là trứng sẽ chín hết hoàn toàn. Trứng thì mình có thể dùng trứng gà. Trứng gà, trứng vịt, trứng cút. À, trứng cút nữa. Trứng nào cũng được hết. Dạ. Rồi, bây giờ nè, cá em sẽ cắt khúc cho chị cỡ khoảng khối vuông khoảng 5cm như vậy. Giống miếng thịt vậy hả chị? Đúng rồi. Dạ. Còn chị thì chị sẽ đập tỏi ra nha. Miếng cá tươi ơi là tươi. Cá thì khi mình đi chợ thì đâu phải lúc nào mình cũng sẽ có mua được là cá sống đúng không em? Dạ. Thì mình sẽ phải quan sát cá, cái mắt nó còn trong thì có nghĩa là con cá nó còn tươi. À. Em sẽ rò lên trên cái thịt cá, em thấy là nó chắc nè, nó có sự đàn hồi, em nhấn mạnh nó xuống và nó nảy lên, nó không bị lúng hẳn thì có nghĩa là cá đó là cá tươi. Dạ. Rồi, khi kho cá đó thì thường chị sẽ lấy thêm một ít màu là từ ớt. Và ớt thì chị sử dụng ớt sần để không cay, ai cũng có thể ăn được. Với cá thì là mình thời gian kho cũng sẽ ngắn hơn. Dạ. Nên là mình sẽ phải thắng một ít màu ha. Mình bỏ dầu vô. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị sẽ cho đường vào đây. Cho khoảng 2 muỗng đường. 2 muỗng canh đường. Đó, bây giờ bắt đầu em thấy nó chuyển qua màu vàng là thấy chưa nè. Dạ. Đó, khi bắt đầu em thấy nó lên cái màu vàng đậm hơn tí xíu nữa thì mình sẽ cho tỏi và ớt vào trong đây. Nè Don ơi, bây giờ bắt đầu em thấy cái màu nó đậm hơn được chưa? Đúng rồi. Đó. Dạ. Lúc này là chị sẽ bỏ tỏi vô. Tỏi này không cần tỏi bằm hả chị? Chị không bằm nha em, chị để dập vậy thôi chứ chị lại không bằm ra. Xong tiếp tới là chị sẽ bỏ ớt vô luôn. Dạ. Bây giờ là mình sẽ lăn cho những cái miếng cá của mình nó thơm lên ha. Dạ. Em thấy nè, cá bắt đầu đã săn lại đúng không? Dạ. Đó, mình phải để cho săn lại nha. Rồi, em lấy giúp giùm cho chị một cái nồi. Dạ đây. Rồi, chị. Em đổ hết một trái vô giúp giùm cho chị. Đó. Rồi, em đặt lên giúp giùm cho chị. Chị sẽ cho gia vị vô luôn nha. Gia vị bỏ trong cái nồi nước dừa gồm có những gì vậy chị? Chị sẽ bỏ vô đây hạt nêm nè, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê muối. Mình không cho đường nữa tại vì trong này đó mình đã thắng có một ít đường và đường lúc này chị thắng là nó chưa có bị đắng. Yeah. Nên là chắc chắn là cái vị ngọt nó sẽ có. Yeah. Và kèm thêm là nước dừa của mình nó cũng có độ ngọt rồi. Chờ cho cái nồi nước này sôi lên. Yeah. Nước đã lăn tăn sôi rồi nè. Yeah. Chị sẽ bỏ cá vô nha. Em bỏ vô hết luôn hả chị? Đúng rồi, bây giờ thì mình chỉ cần chờ sôi lên nữa là được rồi đó. Dạ. Don ơi, trứng cũng đã chín rồi, chị em mình bắt đầu lột trứng luôn nha. Dạ được ạ. Trứng gà chị đã vớt ra hết rồi nè, bây giờ hai chị em mình cùng lột nha. Dạ. Dạ chị Minh ơi, cái trứng khi mà mình ngâm vô trước này thì mình dễ lột hơn hay sao ạ? Đúng rồi em, khi mình ngâm và trứng thiệt nguội á thì là mình sẽ dễ lột hơn. Đây em thấy là trước khi mà chị lột á, chị sẽ bóp cho quả trứng nó dập ha, xong nhúng nhẹ vô nước. Nước nó nông vô trong cái vỏ trứng á, mình sẽ lột dễ dàng hơn nữa nha em. À dạ. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vô trong nồi. Đúng rồi em. Đây. Trời ơi, mà cái màu đẹp dễ sợ. Đẹp quá, miếng cá đẹp quá. Khi mình cho vô như vậy sôi lên khoảng từ 5 đến 10 phút thì cái lượng nước ở ngoài nó sẽ thấm làm cho quả trứng của mình nó sẽ rất là đẹp. Vậy thì món này mình sẽ dùng với cơm đúng không chị? Đúng rồi, món này sẽ dùng với cơm. Em chưa chuẩn bị cơm giùm cho chị nha. Chị yên tâm đi, nãy giờ em đã bắt sẵn một nồi cơm cho chị em mình rồi. Rồi, bây giờ hai chị em mình chờ thêm vài phút nữa là mình dọn ra được rồi đó. Dạ, mời quý vị cùng thưởng thức món ăn cá lóc kho tàu cùng với Don và chị Minh nha.
Wow, hấp dẫn quá chị Minh ơi. Cái miếng cá màu đẹp thì là đẹp mà cái mùi thơm nức mũi luôn á. Bây giờ em muốn thử không nè? Em muốn thử liền á. Đây, chị sẽ mời em. Trước tiên là mình sẽ lấy một miếng cá đúng không? Dạ. Rồi, kế tiếp là chị sẽ phải múc cho em một ít cái lượng nước. Nè, đây chị mời em. Dạ, em mời chị nha. Rồi, em thử xem như thế nào ha. Em mời quý vị cùng ăn với em nha. Rất là vừa miệng chị Minh. Rất là ngon luôn. Cái thớ cá đó, nó không có bị bở. Ăn rất là thơm và dai nữa. Có vị ngọt ngọt của nước dừa nữa. Rất là béo và thơm nữa. Và cái màu nước đường này á, em ăn không thấy cám, không thấy nhẵn. Này rất là bắt cơm luôn á chị. Bây giờ em sẽ ăn tới trứng nha. Cái vỏ trứng bên ngoài á, nó không có bị cứng. Nó được áo thêm một cái lớp nước ở bên ngoài nữa, nước dừa, nước khìa của mình nữa. Ăn rất là vừa miệng luôn. Rất là thơm, rất là hấp dẫn. Nước kho này em hấp được luôn á chị. Nước kho này em có cảm giác nó không có bị tanh. Đúng ra. Mặc dù là mình kho với cá. Rồi cái hậu của nó, em thấy có vị the nhẹ nhẹ chứ không có cay nhiều. Ngon quá quý vị ơi, quý vị phải thử quý vị nha. Rồi thế này mà chỉ cần bỏ vô trong hộp cơm rồi mang theo đi làm là hết bài luôn á. Hiền Minh xin chúc quý vị sẽ thực hiện thành công với món cá lóc kho tàu như thế này nha. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng chương trình Nhanh Mà Ngon 11:50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ Đoan Nguyễn và Hiền Minh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình làm sao mình biết trứng chín hả chị ha? Có một cái mẹo để biết trứng chín. Khi người ta luộc trứng mà mình không nhớ được là cái thời gian mình bỏ vô thì mình sẽ lấy cái đũa mình gấp qua trứng lên. Nếu em gấp mà nó tuột xuống là nó chưa chín. Mà gấp mà nó dính lên là đã chín rồi. Đúng rồi.